Butler cực kỳ xinh đẹp, đẹp gần nhất Sài Gòn. Mình đang chuẩn bị một cái bữa cho một cái ngày rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay mình mời tất cả các bạn của mình tới, mà đặc biệt hơn nữa là tất cả các bạn nam, để chuẩn bị một vài món quà cho nửa kia còn lại. I'm French. I've been in Vietnam for 9 years, and I own a restaurant in Sài Gòn. Chào mọi người, mình là Dũng. Hôm nay rất vui đến đây để tham dự một cái buổi mình nghĩ là rất là ý nghĩa để chuẩn bị món quà cho ngày 8 tháng 3 này. Đây là ảnh video đầu tiên của em. Ảnh video đầu tiên. Mà không, mà bây giờ cũng thành vợ em luôn rồi. Anh Đông có nghi ngờ về chuyện này không? Nghi ngờ chứ, chuyện đó mình nghĩ là chắc là hiếm lắm, chắc là vào sổ đỏ luôn chứ. Nhưng mà người đến với con. Thôi mình bắt đầu luôn nha. Là những cái ngày đặc biệt như vậy là nó trở thành cái nghĩa vụ. Khi mà nghĩa vụ nó không vui nữa, xong rồi cái người nhận đó là họ phải nhận. Nếu mà mình làm đúng theo cái công tác của mình, cái cách của người, con người nhận nó thì người ta nhận. Cái vui hơn rất nhiều. Đã mất công. Tại vì chị Quỳnh Anh cho hết hoa mà. Chưa biết bắt đầu như thế. Hình là có căng thẳng lắm không anh? Căng thẳng là vì anh nhìn vào hoa bình thường, không biết hoa nào tên gì hết á. Anh Đông có khá khẩm gì hơn không anh? Nhìn rất là căng thẳng, nhưng mà chắc chắn là nếu mà tôi làm thì sẽ có một trái ớt ở trong đó. The chili is interesting. Yeah. Viết nhạc á, theo mình nghĩ nó cũng giống nhau một điểm là nó phải có một cái tứ. Mình không biết người cắm hoa tìm tứ như thế nào, nhưng mình tìm tứ đâu đó là một tiếng. Người mà em định tặng thì rất là thích hoa cẩm chướng, em quyết định là chọn cẩm chướng là cái bó hoa cho ngày hôm nay. Cẩm chướng đại diện cho tình yêu chung thủy cái gì đấy. Vì em không biết bó hoa thế nào nên em muốn là có một cái bó hoa thật ý nghĩa tặng tặng bạn mình vậy ạ. I want to share to someone that I care, to show a little bit of me. A little bit like Vietnam, it's organized chaos. Mình chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ trực tiếp mình làm những bó hoa, là một trải nghiệm tuyệt vời. Lúc đầu thì căng thẳng nhưng mà thấy cuối cùng nó cũng không khó lắm. Chắc chắn là cái bó hoa lần đầu tiên mình làm và bỏ nhiều công sức vào, nhiều tình cảm vào thì phải tặng cho cái người phụ nữ mình yêu thương. Có khi nào về nàng lấy là nấu nồi nước xong